Như quý vị và các bạn chứng kiến, hai tên trộm đi trên cùng một chiếc xe máy đến trước một nhà trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau đó, tên bận áo bảo vệ xuống xe quan sát xung quanh. Hắn còn cẩn thận đến mức để dép ra để tránh sự phát hiện của mọi người. Được một lúc thấy an toàn, hắn đã bắt đầu tiếp cận chiếc xe, dùng đoán bẻ khóa. Tuy nhiên, hắn chưa thành công. Không hề bỏ cuộc, hắn tiếp tục quay lại và nhanh chóng dắt luôn cả chiếc xe tẩu thoát hình ảnh trong đoạn clip cho thấy đường phố về sáng đang vắng lặng hai tên trộm đi xe máy bỗng dưng dừng lại trước chiếc xe đang đậu bên lề đường lúc này tên phía sau nhanh chóng bước xuống tiến lại gần và leo lên xe nổ máy tẩu thoát thế nhưng ngay lập tức với sự nhanh nhẹn của mình người phụ nữ này đã lao mình ra ngăn cản hai tên khiến bọn chúng phải bó tay chịu thua đành ngậm ngùi bỏ chạy